Thật là vui mừng khi được gặp lại quý bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. 53 may mắn rạng ngời, nhâm tí thịnh thời đi lên từng ngày, dù trước cuộc sống mong manh, nhưng nay phúc lộc thành công vang trời. Lời tiên tri mới nhất về tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tí. Sinh năm 1972, từ 53 tuổi vượt qua đại hạn, đổi đời giàu sang, phú quý hết đời, nếu tránh được ba điều này. Quý vị thân mến, từ xưa nay chẳng có con đường nào đi tới thành công dễ dàng, vàng muốn hoàn mỹ cũng phải nhảy vào lò tu luyện dưới ánh lửa 1000 độ C, và trải qua quá trình đốc rèn vất vả và bền bỉ thì mới có thể đánh bay tạp chất bám trên thân mình. Cổ ngữ xưa có câu, bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong buốt giá. Người muốn thành toại thì đều phải trả giá và phải đánh đổi, kinh qua các cửa ải, và khi thành báu vật rồi thì cuộc đời tự ắt an bài cho số phận an nhàn, giàu sang. Mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, làm gì cũng sẽ luôn hanh thông suôn sẻ, con cháu tới ba đời sau vẫn được hưởng phúc báu từ bạn. Vậy thì cuộc đời của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, được định sẵn tuổi trẻ phải trải qua bao phen rèn giũa, vất vả đau đớn, khó khăn bao điều, gian truân vất vả. Nhưng bản thân nhờ có ý chí bền bỉ, can trường mà Nhâm Tý vẫn thản nhiên vượt qua, khiến cho thần Phật cảm động trước tấm lòng son sắt, giống như thỏi vàng mười chân quý biết bao. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, về vận trình chi tiết cuộc đời của mình. Từ năm 53 tuổi trở đi, sẽ có thời cơ nào được tiết lộ để nắm bắt, hung nào để biến nó thành cát? Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi trong lá số tử vi dưới đây. Lời tiên tri mới nhất về tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, từ 53 tuổi vượt qua đại hạn, đổi đời giàu sang phú, quý hết đời nếu tránh ba điều này. Cuộc đời của Nhâm Tý được chia thành hai nửa, một nửa của sự ảm đạm, một nửa của sự thăng hoa. Hai nửa này của Nhâm Tý được chia ra và đánh dấu bằng một đường biên giới, đấy chính là 3 năm 2022, 2023 và năm 2024 sắp tới. Đây là lúc chính thức họ bước qua màn thử lửa khốc liệt của số mệnh, sẽ có những khó khăn liên tục xuất hiện, sẽ có bản mệnh bị loại bỏ khỏi vận trình, nhưng cũng có người cán đích với sự giàu sang hưng vượng. Và nếu như tín chủ có hữu duyên nghe hết lá số này, hẳn rằng tín chủ là một trong những người may mắn nhất. Mục lục lá số gồm có 1. Tóm tắt một chút năm 2022 và 2023 của Nhâm Tý. 2. Tính cách tạo nên số phận cuộc đời tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. 3. Dự báo diễn biến vận trình cuộc đời của tuổi Nhâm Tý. 4. Tổng quan về sự nghiệp tài chính, tiền tài về tình cảm tuổi Nhâm Tý từ 53 tuổi. 5. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý theo tháng sinh âm lịch. 6. Lời nhắc mệnh cho tín chủ trong giai đoạn từ sau 53 tuổi. Đầu tiên, tóm tắt năm 2022 và 2023 của Nhâm Tý. Nhâm Tý có 2 năm liên tiếp không hề dễ dàng, và vận trình của họ đi về cuối năm 2023 lại càng thêm khó khăn. Nhiều phần vất vả, lắm thứ không thể kiểm soát, và quyền quyết định cũng chẳng phụ thuộc ở bản thân. Nói Nhâm Tý không chăm, không cẩn thận là không đúng, chỉ là cái đã thuộc về thời thế thì thường khó mà kiểm soát, cái đã thuộc về may rủi lại thường khó né tránh. Cái đã gọi là vận hạn thường tưởng trốn được rồi lại ập về đầy thân, vậy nên không thể trách được bản thân Nhâm Tý. Có trách chỉ đáng trách ý trời trêu người, lòng người khó đoán, và cả ý trời và có cả lòng người, vì Nhâm Tý cũng là bản mệnh dễ bị thương tổn, do những người xung quanh mang tới, họ nhiệt tình, họ nhiệt thành, họ thật tâm và chẳng hề tính toán những cái chân tình, họ cho đi không đồng nghĩa với cái chân tình họ nhận lại, vì trong cuộc đời của Nhâm Tý cái gì cũng có, duy trì thiếu một chữ mưu,
nên thị phi vẫn nhiều, người hại vẫn lắm, mỏi mệt vẫn đầy, nhọc nhằn vẫn thấu, hoặc giả bị cuốn vào dòng đời, cuốn vào những câu chuyện những khó khăn của người khác, sẽ ảnh hưởng liên đới đến nhâm tí nhiều khi. Nói chung là thân tâm mỏi mệt, cái thú vị của thời thế là vạn sự xảy đến dù tốt, dù xấu đâu có những lý do nhất định. Cái tốt có thể tiềm ẩn lắm họa hại, mà cái xấu lắm nước là những bước chuyển mình, ẩn tàng sự thay đổi trong một bức tranh lớn đẹp ở tít phía sâu xa. Vậy nên đừng quá chủ quan khi thời thế thịnh, làm lúc họ vì thân, may mắn. Cũng đừng quá bi quan khi thời thế suy, lắm lúc sự khởi đầu mới lại nằm sâu dưới đống cho tàn. Hai năm 2022 và năm 2023, với nhâm tí là cả một bầu trời mênh mông, nhưng chỉ còn là dĩ vãng, có những người, có những đoạn quan hệ, có những đoạn công việc, đã chính thức chỉ còn lại là những hoài niệm, là những niềm đau, những ảo ảnh của quá khứ, khiến cho nhâm tí đôi lúc giật mình tỉnh giấc khi nhớ lại mỗi đêm về. Hạn thì thường lại khốn nạn, nó không để cho nhâm tí nhận thức được nó là hạn, thường nó sẽ khoác lên mình bộ dạng của cơ hội khiến cho nhâm tí nắm lấy, rồi mới được một cái diễn biến ra hàng chục chuyện vất vả, hoặc giả dụ nhâm tí có toàn tâm toàn ý mà vun trồng công sức, thì cái thành quả mà họ nhận lại cũng nhạt nhòa lắm thay. 2023 là năm của thách thức và là năm thử lửa, theo lời sấm truyền của những nhà tiên tri tử vi học, thực tâm mà nói. Các nhà tiên tri tử vi học viết lại một bài dự đoán, rất muốn nói cho nhâm tí là vạn vật đã qua rồi, nhưng tiếc rằng các thông số của nhâm tí lại không được mỹ mãn như vậy. Vận thế năm 2023 tiếp tục là một năm nhọc nhằn với nhâm tí, và cũng là năm cực độ khó khăn vô cùng vất vả. Lẽ dĩ nhiên không ai thích hạn cả, nhưng hạn vẫn cứ lại về, không ai thích sóng gió, nhưng bão tố nào có phải thứ mà nhâm tí có thể điều khiển trong tay. Vậy nên, thay vì bi quan và mỏi mệt, chán nản và than buồn, nhâm tí hãy hiện ngàn mà đối diện với những điều ở phía trước, từ từ mà phấn đấu, bình bình mà trôi qua. Lại phải nhớ cho cuộc đời của nhâm tí, có lẽ họ chỉ ước mình như một đám mây trắng lững lờ mà trôi, vô yêu vô nghĩ trên bầu trời xanh cao, vì cái nhâm tí truy tìm luôn là sự bình yên trong tâm trí, sự vui vẻ trong tâm hồn, chứ chẳng phải giàu sang hay phú quý, khoe của hay những điều tầm thường của nhân sinh. Nhưng cái trách nhiệm mà hãy phải gánh luôn nhiều hơn cái mà họ mong chờ. Vậy nên không phải vì mình, mà cố vì gia đình, vì những người mà hãy yêu thương, vì sự trọn vẹn của một cuộc đời, vì trách nhiệm mà bản mệnh đang phải gồng gánh trên vai. Nhâm tí không có quyền bỏ cuộc, và nếu như đã không có, vậy hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bước về phía trước và chinh chiến những tháng mỏi mệt còn lại trong năm mới 2024 đang cận kề. Xét về tính cách, Nhâm Tí 1972, mệnh tăng đố mộc, mang hành mộc là một tuổi rất đặc biệt, tuy vận khí nhỏ nhưng lại rất dễ làm việc lớn, xây dựng được cả đại nghiệp, khác với tất cả các tuổi Tí khác. Nhâm Tí càng trải qua những khó khăn thì càng trở nên cứng cỏi. Nhâm là thủy, Tí là thủy, nạp âm là mộc đều thuận hòa. Khi Nhâm Tí gặp mộc, bản chất có vẻ khác, nhưng thực ra hai bộ này là hai bộ tương hợp, giúp nhau cùng phát triển, cho nên bản thân người Nhâm Tí trong cuộc đời được khá nhiều ưu ái, gặp nhiều may mắn và có quý nhân giúp đỡ. Nhâm Tí chuột trên núi, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới sự thành công và rất thân tình. Bản thân họ luôn cố gắng khám phá mọi thứ, tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ mình gặp được. Mặc dù Nhâm Tí khá tự cao, tự đại, nhưng vẫn biết chiều lòng, đối xử khéo léo chu đáo với người khác, bởi họ muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ mọi người. Nhâm Tí là người nhìn xa trông rộng, sống có nguyên tắc riêng và biết mình muốn gì. Theo quan niệm truyền thống, những người thuộc nhóm này có phần hơi quá bi quan về cuộc sống. Tuy nhiên, theo quan điểm hiện đại, những người này tính cách mạnh mẽ, độc lập tự cường, lòng tự trọng lại rất cao, không ỷ thế dựa dẫm cường quyền, ngay thẳng chính trực, được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ. Điều này có thể dẫn đến hai kết quả: hoặc là trong chốn quan trường thường bị ức hiếp không dễ thăng tiến, hoặc là có nhiều mối quan hệ tốt, rất được lòng người, không phải lo lắng về vật chất, gia đình hòa hợp hạnh phúc. Nhâm Tí là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất tính cách họ lại rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Tý mệnh mộc rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp cho công việc luôn đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Họ là người giỏi tùy cơ ứng biến, nhảy số rất nhanh, lấy chân tình mà gây dựng quan hệ, lấy nhiệt thành mà làm cảm động nhân tâm, không chiêu trò hoa mỹ,
cứ chân chất và thật thà, có thể bị đôi ba lần lừa lọc, vài ba sự thị phi, nhưng lâu dài uy tín và tên tuổi cứ từ từ đi lên, cho Nhâm Tý cái thành tựu trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Nữ hay nam Nhâm Tý đều không thích phụ thuộc vào điều gì hay vào ai cả, thích sự tự chủ và độc lập, tư tưởng nặng tính, nên phải có một thành tựu riêng cho mình. Dù nhiều hay là ít cũng sẽ là của mình, còn hơn là ngửa tay ăn bám, xin xỏ của người khác. Với cái suy nghĩ này, Nhâm Tý sẽ lập nghiệp từ khá sớm và tựu thành cũng khá sớm. Theo tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tý, từ 53 tuổi trở đi con giáp này sẽ may mắn liên tiếp nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Nhâm Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc, càng già càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang phú quý đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Cụ thể, diễn biến vận trình của cuộc đời Nhâm Tý, sinh năm 1972. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, có nhiều cay đắng trong cuộc đời, nhưng phần tình duyên nhiều tốt đẹp, năm 21 tuổi, có phần hay đẹp về công danh, làm ăn khá được tốt, năm 22 tuổi, năm này cẩn thận về tiền bạc, cũng như về cuộc sống, những năm còn lại tạm yên không có gì xảy ra quan trọng. Từ 26 đến 30 tuổi, khoảng thời gian này rất tốt đẹp cho sự làm ăn, năm 26 tuổi, kết quả tốt đẹp về việc phát triển làm ăn, năm 27 tuổi, nhiều hy vọng về tài lộc, những năm còn lại có nhiều triển vọng tốt đẹp, cuộc sống hoàn toàn hay đẹp, tài lộc dồi dào. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, trung bình kỵ đi xa hay làm ăn lớn, năm 32 tuổi, có nhiều triển vọng tốt đẹp trong nghề nghiệp và cuộc đời. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm này bổn mạng có phần suy yếu, đề phòng bệnh tật, năm 35 tuổi, năm khá hay về số mạng và cuộc đời. Từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này nên tránh việc làm ăn lớn, đi xa để tránh thất bại. Ngược lại thời gian này nên tập trung chăm lo chuyện gia đình thì tốt hơn. Năm 37 tuổi, chú ý đi lại có tai nạn nhỏ xảy ra, còn 38 tuổi, có hoạnh tài vào tháng 4, 7 và 9 âm lịch, cần nắm bắt thời gian này để phát triển sự nghiệp, vì 3 tháng này đại lợi và đại phát đạt cho tuổi Nhâm Tý. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, tạm được, năm 42 và 43 tuổi, 2 năm có nhiều trở ngại trong việc làm ăn, năm 44 và 45 tuổi, 2 năm có nhiều tiền bạc, cũng như về tài lộc và cuộc sống. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 tuổi, được tốt, hy vọng tốt đẹp về tài lộc và cuộc đời, năm 47 và 48 tuổi, 2 năm gia đạo có nhiều rối rắm, trong gia tộc có đại nạn, năm 49 và 50 tuổi, 2 năm bình thường, việc làm ăn phát triển chậm. Từ 51 đến 52 tuổi, thời gian này gia đạo có rối rắm cần giải quyết, con cái có gặp chuyện khó khăn cần dung hòa, sáng suốt, để con cái có động lực phấn đấu cho cuộc đời tươi đẹp hơn, những năm này cũng cần cẩn thận hơn về tiền bạc. Tiếp theo là vận trình tuổi Nhâm Tý từ sau 53 tuổi. Đầu tiên, về công danh, sự nghiệp. Theo tử vi chọn đời dự báo, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý sáng sủa, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, phần công danh ở mức khá, là con giáp đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn, những người tuổi Nhâm Tý dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng, càng khó khăn họ càng tỏa sáng, đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống, dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Cụ thể trong công việc, tuổi Nhâm Tý luôn làm tốt trách nhiệm được giao, trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày này họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, con giáp này là những người độc lập, tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Một tính cách khác của người tuổi này là sau khi xác định được mục tiêu, nhất là mục tiêu kiếm tiền, thì họ thường cố gắng hết sức để đạt được mục đích mà không biết mệt mỏi. Tính cách này của họ khiến họ luôn đạt được những mục tiêu của mình. Theo tử vi cho thấy, thì người tuổi Nhâm Tý có số làm quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn buôn bán, có số phát đạt, tài vận sáng lạn, có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý biết cách chấp lấy cơ hội, linh hoạt như những chú chuột, vì thế sự nghiệp sẽ rất thành công. Sở trường của họ là vạch ra kế hoạch, với bản tính lanh lợi, nên khả năng ngoại giao được xem là đỉnh nhất của người tuổi Nhâm Tý. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý họ lại rất bảo thủ và cố chấp và hay chủ quan, thêm bản tính nóng nảy hay đa nghi, vì thế đôi khi làm hỏng đại sự trong công việc. Khi gặp khó khăn thì tuổi Nhâm Tý nên bình tĩnh, không được phán đoán theo cảm tính, luôn kiên trì, không được nóng vội, nếu không sẽ hỏng việc,
Thời trẻ tuy có nhiều khó khăn, nhưng từ sau 53 tuổi là thời điểm vàng để con giáp này bứt phá và đạt được nhiều thắng lợi lớn. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Nhâm Tý mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Lúc này họ cũng đã vững vàng hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều may mắn, thành công cũng nhiều hơn. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Nhìn chung, vì bản tính thông minh, lanh lợi và có ý chí cầu tiến, nên sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý vô cùng sáng sủa. Về phương diện tài lộc, theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, từ sau 53 tuổi Nhâm Tý được tài tinh cao chiếu, tử vi tài lộc của người tuổi Nhâm Tý hưng vượng. Tử vi tuổi Nhâm Tý cho thấy, người tuổi này rất cần cù, nỗ lực, cũng rất cẩn trọng khi làm việc với tiền bạc. Khả năng quản lý tài chính tốt, có điều do dễ mềm lòng, nên tuổi Nhâm Tý hay bị người đời lừa gạt, họ có phần tự tin thái quá. Do đó đôi lúc hành động sốc nổi, nghe theo lời dụ dỗ của người khác, mặc dù cả đời không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, song con giáp này nên tỉnh táo. Bởi tiền bạc trong tay họ phần nhiều do tích góp tiết kiệm mà nên, từ sau 53 tuổi cần lên kế hoạch đầu tư khoa học và hiệu quả, để tiền kiếm được nhiều hơn mà vẫn an toàn. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nhờ tài khí ủng hộ mà người làm kinh doanh cũng được hưởng cát trí từ giai đoạn này, làm ăn thuận lợi, càng cố gắng càng được lộc, tiền bạc cũng tăng theo thời gian. Cứ chăm chỉ và đi theo con đường chính ngạch thì sự giàu có sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song vẫn có hung tinh xuất hiện, nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh, có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến bạn lâm vào rắc rối. Nhìn chung từ 53 tuổi trở đi, tài lộc của tuổi Nhâm Tý sẽ hanh thông hơn, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào, chất đầy két, hậu vận tài lộc tấn phát, tích cóp được gia sản lớn lao, về già hưởng vinh hoa phú quý. Về phương diện sức khỏe, đối với Nhâm Tý 1972, điều cần chú ý nhất từ 53 tuổi trở đi là về sức khỏe. Sự ảnh hưởng của các hung tinh sẽ gây ra tác hại lớn và sẽ mang đến cho con người bệnh tật, tai họa, chết chóc và các yếu tố bất lợi khác. Vì vậy tuổi Nhâm Tý không nên chỉ tập trung làm việc chăm chỉ trong năm 53 tuổi, mà hãy chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân. Ngay cả khi không có triệu chứng gì cũng phải đi khám sức khỏe toàn diện để đề phòng các vấn đề. Bạn nên thận trọng trong sinh hoạt, dù đi du lịch, đi công tác hay đi phương tiện giao thông, bạn nên hết sức cẩn thận khi tiếp xúc gần với người lạ. Ở tuổi này các anh chị Nhâm Tý nên nhớ rằng tiền bạc không làm ra được, nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Khoảng thời gian này, Nhâm Tý nên chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn thì cơ thể sẽ có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, Nhâm Tý cũng nên hạn chế tụ tập, liên hoan với bạn bè, đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Về phương diện tình cảm, gia đạo, đường tình cảm của tuổi Nhâm Tý từ 53 tuổi trở đi vẫn giữ được ổn định. Có lẽ do tính cách tuổi Nhâm Tý họ không có quá nhiều chủ đề chung với bạn đời và cuộc sống tương đối tẻ nhạt. Ngoài ra, nam giới sẽ dành phần lớn thời gian và sức lực cho công việc và dạy dỗ con cái, cũng phần nào giảm bớt sự giao tiếp với một nửa của mình. Vì thế, cuộc sống sẽ rất dễ nhàm chán. Mặt khác, những yêu cầu khắt khe của người tuổi Nhâm Tý đối với con cái cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí gia đình. Khuyên anh chị lúc này nên bình tĩnh, dù sao cũng nên giữ cho gia đình hòa thuận, yên ấm, nếu không sẽ không giúp ích gì cho tài lộc. Vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra hai người hãy bình tĩnh trao đổi thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng Giêng. Tháng Giêng mở đầu cho một năm mới, mọi nhà, mọi người đầy đủ ấm no, sum vầy bên nhau. Những người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng này cả đời có cuộc sống an nhàn, may mắn thuận lợi, tuy nhiên dễ sinh ra chủ quan, kiêu ngạo, lười biếng. Sinh tháng 2. Tháng 2 đầu xuân, mọi người đi lễ chùa cầu may cho gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ. Những người sinh tháng này rất thích làm việc thiện, có ích giúp đỡ mọi người xung quanh, tuy nhiên tính tình có vẻ nhút nhát, trầm và ít nói, họ có nhiều bạn bè thân thiết, chân thành và các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 3,
Những người sinh tháng này trong cuộc đời có nhiều biến cố và hay phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm. Họ khá nhạy cảm, dễ nảy sinh buồn phiền, đau lòng vì những sai lầm của người khác. Tuy nhiên họ sẽ không bộc lộ những suy nghĩ, nỗi niềm của mình ra bên ngoài, bởi vậy ít có ai thấu hiểu được hết tình cảm của họ. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 4. Sinh vào tháng 4 tuổi Nhâm Tý cả đời cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ, nhưng lại không gặp được thời cơ làm ăn thuận lợi, đến hậu vận mới được an nhàn, tuy nhiều khó khăn. Nhưng mặt khác người tuổi Nhâm Tý sinh tháng này có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, yêu thương và cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống giàu sang, sung sướng. Sinh tháng 5. Những người sinh tháng này có khí phách và lòng quyết tâm kiên trì, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, được nhiều người tôn trọng, nể phục và có danh tiếng vẻ vang, càng về già họ càng có tài lộc và hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 6. Thông minh tài trí hơn người, dù có gặp nhiều khó khăn thử thách, vẫn kiên trì quyết tâm vượt qua, có nhiều ước mơ hoài bão và dự định, những người này dễ đạt được thành công khi còn rất trẻ. Sinh tháng 7. Thu sang tiết trời mát mẻ, trong lành, dễ chịu, những người sinh tháng này cả đời an nhàn, sung sướng, không gặp phải biến cố, khó khăn nào xảy ra. Tuy nhiên bởi bản tính tin người mà tuổi Tý sinh tháng này thường bị lợi dụng, làm ơn mắc oán, bị nhiều người hiểu lầm gây nên tai tiếng. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 8, thông minh trí tuệ sắc sảo, trưởng thành sớm và tự thân lập nghiệp chăm lo cho cuộc sống của bản thân, không dựa vào bất kỳ một ai. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng này trong cuộc đời thường gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ trong những lúc khó khăn, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắt yêu thương nhau. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 9, những người sinh tháng này tính tình thật thà, hiền hậu, nhút nhát, không giỏi khéo léo trong giao tiếp. Mặt khác họ có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, may mắn, hôn nhân hạnh phúc, gia đình anh trên em dưới hòa thuận yêu thương nhau. Tuổi Nhâm Tý sinh tháng 10, người sinh tháng này có nhiều hoài bão, ý chí, tài cao, nhưng phận thấp, cuộc sống, công việc gặp nhiều khó khăn lận đận. Trong cuộc đời người tuổi này có nhiều biến cố và thay đổi về công việc, hôn nhân gia đình, có lúc cuộc sống an nhàn, dư thừa, nhưng cũng có lúc túng thiếu phải vay mượn khắp nơi. Sinh tháng 11 âm lịch, có ý chí quyết tâm tự thân lập nghiệp, tuy nhiên thời cơ có ít và thường đến muộn. Bởi vậy những người tuổi Nhâm Tý sinh tháng này đa số sự nghiệp ổn định chậm, trong cuộc sống hàng ngày, họ được nhiều người yêu quý, tin tưởng và kính nể. Sinh tháng 12, những người sinh tháng này cả đời an nhàn, không vất vả lận đận, nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc, ấm no, sung sướng. Tuy nhiên họ không có tính tự lập, thường ỷ lại dựa dẫm vào người khác, đôi lúc gây ra phiền toái cho mọi người xung quanh. Sau đây là 3 điều mà Nhâm Tý nên chú ý từ sau 53 tuổi để tránh họa đắc phúc, hưởng lộc an nhàn, ba đời hưng vượng. Thứ nhất, không nên khoe tiền. Trên đời này có tiền thật sự rất quan trọng, nó có thể đáp ứng mong muốn của Nhâm Tý về mọi mặt trong cuộc sống. Tiền có thể đưa tín chủ đến nơi mình muốn và cũng có thể mang lại cho Nhâm Tý cảm giác vững chắc và an toàn. Trong xã hội ngày nay, sự giàu có giống như một biểu tượng của địa vị xã hội của một người và là một chỉ số quan trọng để đánh giá một người có thành công hay không. Tuy nhiên, nếu tín chủ ngoài 53 tuổi đứng trước một người nhỏ tuổi hơn mà luôn về những kể thành tựu tiền bạc, của cải mà mình đã làm ra, thì điều đó thực sự gây khó chịu với những số người chưa thể có được. Thứ hai, chớ khoe bạn bè. Không thể phủ nhận rằng, những mối quan hệ xã hội đem lại cho Nhâm Tý sự thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên, có thực sự cần phải nói với mọi người rằng, tín chủ có những mối quan hệ rộng rãi không? Câu trả lời là không. Người ta thường nói, đứng ở tuổi 30 thì nên lập gia đình, lập nghiệp, từ đó cũng có thể tự nuôi được một khoảng trời nhỏ cho riêng mình. Nếu ở độ tuổi 30, bản mệnh thường thích trò chuyện với người khác và sẵn sàng nói với người khác về những mối quan hệ mà bạn có và những người khác cũng vậy. Ai cũng muốn sẵn sàng kết bạn với tín chủ nhiều hơn. Người ta thường nói, nhiều bạn sẽ tạo ra nhiều con đường. Tuy nhiên, khi đã ngoài 53, thì Nhâm Tý nên lựa chọn vào những người bạn chất lượng. Thay vì có nhiều bạn khi còn trẻ, ở độ tuổi này, mệnh chủ cần người để nói chuyện, chia sẻ. Vì vậy nên lựa chọn một vài người bạn tốt để đồng hành. Thứ ba, không sử dụng vũ lực. Nhâm Tý sau 53 tuổi nên đối diện với thế giới một cách chín chắn và thận trọng hơn. Lúc này điều cần chú ý là thể lực của bản thân. Khi mệnh chủ còn trẻ có thể giúp đỡ người khác lúc gặp bất công, khi gặp chuyện khó khăn thì tín chủ chọn cách vùng lên chiến đấu để giải quyết ổn thỏa. Hoặc khi nóng vội muốn đạt được một điều gì đó, Nhâm Tý thường có tâm lý mạnh ai người nấy làm, đó chỉ được coi là sự bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Từ 2023 đến 2030, sau tuổi 53 mọi thứ cần là suy nghĩ thận trọng và nhìn nhận một vấn đề thật kỹ trước khi ra quyết định. Như vậy,
Ở tuổi nào cũng có những khí chất riêng, với sự gia tăng của tuổi tác, kinh nghiệm sống của Nhâm Tý cũng không ngừng nâng cao. Đây cũng giống như một cái cây, sau khi được chạm khắc theo thời gian sẽ có những đường nét riêng. Vậy khi ở độ tuổi ngoài 50, nhớ ba điều đặc biệt trên có thể giúp Nhâm Tý được yêu quý và kính trọng, đời đời an vui. Lời nhắc mệnh dành cho tín chủ Nhâm Tý, từ sau 53 tuổi, khi nó nói đến luật nhân quả, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khái niệm mê tín. Cũng có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ không có thật của Phật giáo. Với những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều viển vông. Khái niệm nhân quả nghĩa là nghiệp nhân quả báo, nhân tức là nguyên nhân hay nhân duyên, quả là kết quả hay quả báo. Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ, tức những việc ta đã làm dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên, cái quả ta sẽ tự nhận lấy. Trong kinh Niết Bàn cũng có dạy, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả tuần hoàn bất thất, nghĩa là quả báo lành, giữ như bóng theo hình, nhân quả trong ba đời xoay vần không mất, cách bạn đối xử với thế giới này ra sao, thế giới cũng sẽ hồi đáp lại bạn tương tự. Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh, từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuần hành, biến dịch một cách ngẫu nhiên vô lý, mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm, lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến, thì thần không biết quỷ không hay. Thực ra mỗi một việc thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn, mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai. Nhân quả không chừa một ai, chẳng người nào có thể tránh được nhân quả báo ứng. Mỗi một hành động của con người cuối cùng đều sẽ gieo nhân nào gặp quả nấy. Quý vị thân mến, người sống nơi thế gian, tâm trí cần thoáng đạt một chút, được mất xem nhẹ một chút, mục tiêu giảm xuống một chút, tâm danh lợi ít đi một chút, cân nhắc suy nghĩ vì người khác nhiều hơn một chút. Đây chính là cảnh giới của trí tuệ. Lòng tham là thứ đáng sợ nhất, không những chỉ phá hủy hoại đi những thứ hữu hình, mà còn có thể làm đảo loạn thế giới nội tâm của bạn. Khi đứng trước tâm tham lam còn khiến lòng tự tôn cùng những nguyên tắc bạn tuân thủ đều có thể sụp đổ, ngu si cùng cố chấp, oán cùng hận sẽ chỉ làm cho tâm trí quay cuồng, khiến người bất an, buông xuống những có không, đúng sai, tâm trí mới có thể thông suốt, nhẹ nhõm tự nhiên và đẩy xa tâm vô minh ngu si. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một niệm, một khi phiền não buông xuống liền sẽ hóa thành tâm bồ đề. Suy nghĩ một khi đã chuyển biến, tâm tình liền trở thành bầu trời quang tạnh. Người biết đủ thường vui là một cảnh giới cao đẹp của sinh mệnh. Sống trên thế giới này, người cùng người trong thế gian mỗi ngày đều tồn tại rất nhiều cám dỗ mê hoặc, mọi thứ chúng ta nhất định phải lần lượt tuần tự mà dần dần tiến lên, lượng sức mà làm, tất cả mọi sự nắm bắt có độ, sống có chừng có mực, tâm trong sạch hết thảy sẽ minh bạch, tâm vẫn đục hết thảy đều u ám, tâm si hết thảy sẽ mê, tâm ngộ hết thảy thanh tỏ. Tâm là đạo diễn của vở kịch cuộc đời, suy nghĩ là nguồn gốc của thước phim cảnh đời, hết thảy đều từ tâm tạo thành, căn nguyên đều ở nội tâm, thế giới là bóng ảnh của tâm người, cảnh giới là biến hóa của tâm người mà tạo thành. Đừng mang ánh mắt tổn thương đi soi nhìn quá khứ, bởi vì dĩ vãng chỉ là dĩ vãng, quá khứ đã đi qua không thể quay trở về. Cách thông minh nhất chính là sống sao cho tốt nhất đối với hiện tại của bạn, hiện tại chính là đang nắm giữ ở trong tay của bạn. Bạn phải đường đường chính chính trong cái khí chất nhất loạt mà chào đón tương lai, mà biến tương lai phía trước trở thành đẹp nhất có thể. Lắng nghe, lĩnh hội là chìa khóa khai mở cánh cửa tâm hồn. Nếu có người tìm đến bạn để dốc bầu tâm sự, giải bày nỗi lòng, bạn nhất định phải nhẫn nại chăm chú, nhập tâm mà lắng nghe, bởi vì đó là họ tín nhiệm và ủy thác đối với bạn. Sự lắng nghe của bạn cũng là một sự an ủi, cộng hưởng, cổ vũ đối với họ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.